Park Hang-seo là người thứ 27 dẫn dắt đội tuyển Việt Nam kể từ năm 1991. Đó là thử thách lớn với người được coi là quý ngài gần trong ngày đầu tiên đặt chân tới Việt Nam. Ông đến đây với một bản hồ sơ không đẹp khi không biết ngoại ngữ, chưa từng dẫn dắt một đội bóng nước ngoài nào và từng dính vào một số scandal ngoài sân cỏ ở Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, ông cũng chỉ dẫn dắt câu lạc bộ Gyeongnam ở giải hạng thấp với thành tích thi đấu khá tệ hại khi trải qua chuỗi 15 trận liên tiếp không thắng để thua 11 trận và hòa 4 trận và kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 12. Và trận ra mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam của ông cũng không thật ấn tượng khi đội bóng của ông chỉ có trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Afghanistan. Nhưng những điều tốt đẹp còn nằm ở phía trước với U23 Việt Nam và hành trình tới trận chung kết giải U23 châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở thành cầu nối đưa bóng đá Việt Nam tới một vị thế mới ở châu lục trước những nền bóng đá hàng đầu lục địa như Australia, Qatar hay Iraq, dù đây chỉ là một sải trẻ. 10 năm trước, huấn luyện viên Calisto đã đưa Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử. Đó vẫn được coi là đỉnh cao của nền bóng đá, vốn bị coi là không bao giờ thoát khỏi cái bóng của Thái Lan. Lùi lại thêm một năm nữa, đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2007 cũng là thành tích đáng tự hào với huấn luyện viên Ritter. Trong một thập kỷ, nền bóng đá trôi sụt với các huấn luyện viên nội ngoại khác nhau. Phải đến tận thời điểm này, người hâm mộ Việt Nam mới tìm lại được tình yêu lớn lao cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Người đã tạo ra sự thay đổi kỳ diệu trong lòng đội bóng vừa nhận thất bại cái đám ở SEA Games, mất sạch niềm tin và sự tự tôn của mình. Cho đến khi Park Hang-seo xuất hiện, với vẻ ngoài bình dị, nhưng ẩn chứa một bộ óc thông minh, linh hoạt và khả năng ứng biến với mọi khó khăn. Ông là người tạo ra sự gắn kết, truyền cảm hứng chiến thắng, khơi dậy tinh thần cuột cường, không chỉ cho U23 Việt Nam mà cho cả nền bóng đá cũng như đất nước Việt Nam. Và ông cũng là người đặt bóng đá Việt Nam vào nơi mà chúng ta xứng đáng thuộc về với sự tự hào và tình yêu lớn lao của mình.